Đây có chú bán trái thơm. À, có cái chữ vạn kiếp nằm ở trên. À, chợ vạn kiếp. Cô cho hỏi hẻm này có thông qua Đinh Tiên Hoàng được không cô? Hẻm này có thông qua Đinh Tiên Hoàng được không? Hả? Hẻm này có thông qua Đinh Tiên Hoàng. Dạ, em cảm ơn cô. À, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay trên đường Vạn Kiếp thì chúng ta sẽ đi khám phá vô cái chợ Vạn Kiếp nha. Ngôi chợ cũng rất là lâu đời, ở nằm trên con đường Vạn Kiếp số 73-75 Vạn Kiếp. Thì không biết là cái chợ Vạn Kiếp này có đi thông ra được đường Đinh Tiên Hoàng hay không á. Thì nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thử. Do lần đầu em đến khu vực này thì có những thông tin gì không rõ thì mong cô chú anh chị các bạn thể comment chia sẻ thêm nha. Đây có chú bán trái thơm. Trái thơm mình ăn sống thôi. Những khu vực trước cửa chợ thì có bán trái cây. Nhìn chung thì cái chợ nào ở Sài Gòn cũng vậy ha, ở Việt Nam cũng vậy. Đầu chợ thì sẽ có bà con mình bán xung quanh chợ, rồi trong lòng chợ. Đây, chúng ta sẽ vô chợ nha. Chợ sắp dẹp rồi. Ủa, chú làm ơn cho hỏi cái này là phải chợ Vạn Kiếp không chú? À, hồi bán buổi sáng không hả chú? À, sắp nghỉ vô chơi. À, chúng ta đi vô chợ chơi nha. Đúng quá. À, có cái chữ Vạn Kiếp nằm ở trên. Chợ Vạn Kiếp. Đây có cái nhà lồng chợ. Chúng ta đi bên tay phải đi. Bà con chuẩn bị dọn chợ hết rồi. Ủa, chợ này bán buổi sáng không hả cô? Chuẩn bị nghỉ hết rồi. Chuẩn bị nghỉ hết rồi phải không? À, vô chợ chơi mà vô trễ quá. Cô nói là chợ giống như chùa Bà Đanh vậy, có gì đâu mà vụ chơi. Em nhà lén phía sau đó nha. À, ta đây có cái hẻm nè, chúng ta đi thông qua ngoài hẻm bên Đinh Tiên Hoàng thử là được không? Cô cho hỏi hẻm này có thông qua Đinh Tiên Hoàng được không cô? Hẻm này có thông qua Đinh Tiên Hoàng được không? Hả? Hẻm này có thông qua Đinh Tiên Dạ, em cảm ơn cô. Cô đi chợ về hả? Cô, con đi Đinh Tiên Hoàng mà con ra ngõ nào? À, ra ngay chỗ... không biết đường Đinh Tiên Hoàng được rồi. Ra tới đâu? Tôi chỉ đường cho đi. À, tới ngay chỗ gì? Cái
cái đền gì qua này, Lăng Bà Chiểu đúng rồi. Dạ. Ủa cái này ra chỗ nào cũng ra được hả cô? Chỗ nào cũng đi được hả? À. Ủa vậy hả? Giống như nó song song với cái đường đó vậy hả? Chợ này cũng vắng hả cô? Chợ nhỏ. Dạ. Giờ này rồi nó dẹp. Nó dẹp nhưng mà nó ra đường nó bán. À bán ngoài ngoài đường ha. Ở nhà cô trong hẻm đây hả? Đi gần hơn đi chợ Bà Chiểu. À, ủa nhà cô gần hơn chợ Bà Chiểu hả? Chợ Bà Chiểu chỗ Đình Lăng đó. À nhà cô gần hơn. Ừ, nhà mình trong này. Lần đầu tiên con tới đây nữa. Đi vòng vòng. Vậy? Con đi vòng vòng chơi. Đi quay phim chợ mà đi trưa quá chợ nghỉ tưởng đâu là chợ tưởng đâu là chợ bán nguyên ngày nhớ đi du lịch nhá mà dạ này gặp cô Thảo Địa dẫn đi vòng còn không có cô cái hẻm này còn không biết đường ra luôn á nào bẹo trái rồi phải đi thẳng lung tung luôn vậy vậy ha dạ con đi thẳng ra đó ha à đi thẳng cái này. Nhà chỗ đó ha dạ chứ nó có cái đường hẻm ra đó bẹo trái cái con quẹo mặt phải dạ đi ra bỏ cái nhà này nè bỏ cái nhà trắng dạ, bên đây dạ, nè dạ nhà mới cất á dạ nó có cái đường hẻm á rồi bẹo phải con ra đi thẳng ra cái con quẹo phải đi được à rồi cảm ơn cô. Nó ra đó có cái bảng. Dạ, rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi đó. Đây cô chỉ đường. Bên trái rồi xong rồi quẹo phải. Đây hướng ra đến Tiên Hoàng đây có bảng nè. À, cái hẻm này cũng rất là xưa ha. Tại vì mình thấy nhà cũng hơi cũ. Dịch vụ sửa nhà điện nước sơn hồ chống thấm hẻm chợ Vạn Kiếp à chúng ta ra đường Đinh Tiên Hoàng rồi kìa. Đúng là hẻm ở đây như là một cái mê cung. Chúng ta không quen thì sẽ đi lung tung. Chúng ta ra đường Đinh Tiên Hoàng. Nếu ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về cầu Bông. À, cầu Bông Đinh Tiên Hoàng. Cái cầu rất là nổi tiếng ha. À, dưới chân cầu thì có bán vịt quay rồi bánh canh cua cầu Bông, bánh canh ghẹ cầu Bông. À, quẹo trái thì chúng ta sẽ đi về Lăng Ông Bà Chiểu và chợ Bà Chiểu. Một số hình ảnh ở con chợ Vạn Kiếp và con hẻm đi vô Vạn Kiếp. À, xin gửi đến cô chú anh chị.
những hình ảnh ngày nay. Biết đâu ngày xưa chúng ta cũng hay đi đường này để đi ra Đinh Tiên Hoàng, hoặc là từ Đinh Tiên Hoàng chúng ta đi chợ Vạn Kiếp thông qua những con hẻm này. Hẻm này cũng thông ra được luôn nữa nè, nhưng mà do không biết đường đi thôi. Đây có nhà sách Văn Lan. Thường thì ở Sài Gòn đa số là các ngôi chợ đều bán buổi sáng không thôi, đa số là như vậy. Cũng có một số chợ thì bán cả ngày, nhưng mà chợ Vạn Kiếp này thì chỉ bán buổi sáng thôi. Nên các anh chị các bạn có đi chợ thì cũng tranh thủ ha. Có con gà nè, gà giữa trời nắng. Đây là có anh làm chìa khóa. Buổi trưa rất là nắng luôn. Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh. Đây là ngã ba Đinh Tiên Hoàng và Vũ Tùng. Bên kia thì có cái lăng Bà Chiểu. Hôm nào thì em sẽ đi chợ sớm hơn để chúng ta có những hình ảnh buôn bán ngoài chợ sôi động hơn, để thú vị hơn. Bây giờ thì video xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc bà con mình ngày mới rất là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha.